Xin chào mọi người đã quay trở lại với những video tô màu của mình. Và hôm nay thì mình sẽ có bức tranh về một cô bé đang quét dọn nha. Mọi người hãy cùng mình hoàn thiện cho bức tranh và bắt tay vào thôi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc của cô bé nhá. Mình sẽ tô màu cho chiếc khăn là màu đỏ nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho chiếc chổi. Đầu tiên là mình sẽ tô phần cán chổi trước. Giờ mình sẽ tô cái phần để cho mình quét. Tiếp theo thì là mình sẽ tô bộ đầu nhé. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá. Chiếc tập về thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Thì mình sẽ tô màu cho đôi giày cao gót. Có vẻ là cô bé đi giày của mẹ nên là nó rất là to và rộng. Và như vậy là bức tranh của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh về một cậu bé đang xách một túi rất là nhiều loại rau củ nhá. Mọi người hãy cùng mình tô màu cho bức tranh thôi. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc này. Tiếp theo là tô màu cho chiếc mũ. Tiếp theo là tô màu cho chiếc túi rau củ.
rồi mình sẽ tô chiếc lá cao su ở đằng sau này. Bây giờ thì mình sẽ tô những cái loại rau củ có trong cái túi nhá. Trên đây là quả táo. Tiếp theo là những củ cà rốt. Mình sẽ tô màu cho chiếc áo nhé. Bây giờ thì mình sẽ tô màu đến chiếc quần. Là mình sẽ tô màu cho đôi giày. Và bức tranh của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nhé.